Sau 2 tuần nghỉ ngơi, giải vô địch quốc gia tái khởi tranh với loạt trận của nhóm đua trụ hạng và đua vô địch. Trong số các trận đấu được chờ đợi nhất, ở phân khúc trên, cuộc đối đầu giữa Viettel và Hải Phòng là một trong những trận đấu đáng chú ý. Viettel hiện là đội bóng gây áp lực lớn nhất lúc này. Với sự thăng hoa đáng kể, họ đã vượt qua những thách thức trong nửa đầu mùa giải và tiếp tục phát huy những điểm mạnh, đặc biệt là hàng phòng ngự vững chắc. Với 6 trận liên tiếp không thua, gồm 5 chiến thắng, Viettel chỉ cách ngôi đầu V-League 3 điểm và đã vào bán kết cúp quốc gia. 2 chiến thắng ấn tượng trước Hà Nội FC và Nam Định đã chứng minh sự mạnh mẽ của đội bóng. Không chỉ có hàng phòng ngự chắc chắn, Viettel còn có sự đa dạng tấn công nhờ sự bổ sung của hai tân binh Jefferson và Mohamed Essam. Đội bóng hy vọng sẽ tiếp tục thành công trong cuộc đối đầu với Hải Phòng.